Chẳng. Rồi, sống chẳng chưa, nha. Chẳng. Chẳng. Lẹ nè. Nhà cái nắng lửa. Thu hoài đi. Mình đã trúng phải không? Rồi, trúng đây, trúng đây. Thôi chết rồi. Chỉ còn mấy đồng bạc lẻ cuối cùng này để đi mời đại phu bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ, mà mình cũng thua sạch hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Có chơi tiếp hay không vậy? Hết tiền rồi hả? Ký giấy nợ đi rồi có tiền chơi tiếp. Đúng rồi. Sao? Không dám ký á? Nhìn cái mặt thấy là không biết dám ký rồi. Nhạt nhạt. Mình phải dây đàn đỡ lại, chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Thôi kệ đi. Mình chơi tiếp. Khoan. Nhạt quá. Ký thì ký. Mẹ à, mẹ ráng ngồi dậy uống đỡ chén thuốc này đi, con mới nấu đó. Mẹ ráng chờ con thêm một ít thời gian nữa nha. Con kiếm tiền con mời đại phu cho mẹ. Con cứ để đó đi, lát nữa mẹ uống. Dạ vậy cũng được, lát nhớ uống nha mẹ. Dương nè. Dạ. Từ ngày mẹ lâm bệnh nặng, bao nhiêu ruộng vườn tài sản của nhà mình nó tiêu tan hết rồi. Nhưng mà con cũng cực khổ lắm. Thôi, mình còn một miếng đất hương quả. À, làm gì còn gì nữa mẹ? Miếng đất hương quả đó bán lâu rồi mẹ không nhớ hả? Con nói thì sao? Nhà ta đất ruộng cò bay thẳng cánh. Không lẽ người trong làng này nói đúng? Những lúc mẹ bệnh, con bỏ mẹ thâu đêm suốt sáng không về nhà là con đang ở chiếu bạc đúng không?